Vâng, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý vị đón lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên, nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Và tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu, dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh, chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Giáp Tý hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý nhé. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh cuộc đời và đôi nét trong tính cách riêng của những người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, mang mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 có mệnh kim, có tính nhẫn nại và ôn hòa. Thuở nhỏ những người tuổi Giáp Tý có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều. Vào năm 44 tuổi thì cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn, khoảng thời gian cực kỳ xấu và không được tròn đẹp, đó chính là ở tuổi 43, chính bởi vậy nên cần dè dặt và cẩn thận hơn. Tuổi Giáp Tý sở hữu con đường công danh chỉ ở mức trung bình và để lên đến đỉnh cao của danh vọng thì khó mà đạt được. Nếu lên được cũng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, về cơ bản sẽ không vững chắc. Có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, mặc dù con đường công danh không sáng tỏ, họ sẽ ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh. Nếu họ sáng suốt và biết nhận định cuộc đời, được nhiều người mến thương và con số trùng phùng không đến nỗi phải bận tâm. Năng lượng hoàn thành sự nghiệp của tuổi Giáp Tý có từ rất sớm, tuy nhiên có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, khó mà bền vững, nhưng ít ra cũng đạt được nhiều kết quả mong muốn, không lâm vào cảnh nghèo túng như nhiều người khác. Sự nghiệp của họ vững chắc hơn khi bước qua năm 44 tuổi. Tuy nhiên năm 43 tuổi thì còn phải chịu đựng muôn vàn khó khăn, sự nghiệp của họ cũng liên quan đến vấn đề tiền tài khá nhiều, tiền bạc cũng lúc lên lúc xuống khá thăng trầm. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫn tiền tài họ có được như ngày nay là nhờ vào sự sáng trí của họ mà ra, mọi vật chất trong vũ trụ đều được quy thành ngũ hành, gồm năm mệnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy theo ngũ hành thì người sinh năm 1984 mệnh gì? Mệnh của người tuổi Giáp Tý là mệnh kim. Cụ thể, ý nghĩa của mệnh kim chỉ mùa thu và sức mạnh tượng trưng cho vật dẫn và kim loại. Tính cách cương quyết và độc lập là tất cả những gì mà người mệnh kim sở hữu, vì mục tiêu mình đặt ra, họ luôn dốc hết lòng hết sức. Tuy nhiên, bên trong họ có cái tôi quá cao, luôn tự tin thái quá vào bản thân, nên thường kém linh động, không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, đó cũng chính là những nhược điểm họ cần khắc phục. Nữ mạng Giáp Tý thuộc mệnh kim trong ngũ hành, quý cô tuổi này sở hữu cuộc đời khá nhiều may mắn. Việc gì họ làm ít khi thất bại và đa phần thành công, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng lên cao và không có chuyện đi xuống. Nhìn chung thì những người tuổi Giáp Tý là những người gặp nhiều may mắn trong cả cuộc đời và sự nghiệp. Ở thời kỳ trung vận và hậu vận, công danh của bạn sẽ đạt đỉnh cao trong cuộc đời, sự nghiệp của họ càng vững chắc và tốt đẹp, càng về sau cả tiền tài và tình cảm vượng phát, cuộc sống an nhàn. Bắt đầu từ năm 30 tuổi, vận tình duyên của những nữ nhân tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 1, 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch thì khá là lận đận, thường sẽ có hai lần thay đổi. Đặc biệt, đường tình duyên có thể sẽ phải thay đổi 3 lần đối với người sinh vào tháng riêng. Những nữ tuổi Giáp Tý sẽ được hưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn, không có bất cứ biến đổi nào nếu họ sinh vào tháng 3, 4, 7, 8. Là 12 âm lịch. Giáp Tý nam là những người có mình cơ cực từ nhỏ, sống một cuộc sống khó khăn. Bởi vậy, họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời mình khi lớn lên. Những người này có ý chí kiên cường, bất khuất, bất luận khó khăn,
gian khổ như thế nào, họ cũng không từ nan mà cố gắng vượt qua. Nguồn động lực lớn lao của họ chính là từ gia đình, đó là nơi giúp họ vững bước tiến tới thành công vì một tương lai tốt đẹp hơn sau này. Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tuy trong cuộc sống, đôi lúc có nhiều khó khăn và gian nan cản trở họ, họ là những người sống cuồng nhiệt, hết mình, sở hữu sự tích cực trong công việc và lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, sống một cuộc đời vô tư, vô lo. Chính vì thế, bạn sẽ thấy những người này trẻ rất lâu, tình yêu của những người Giáp Tý đến khá muộn vì bản thân họ mải mê trong công việc tìm kiếm địa vị và danh vọng. Tình yêu của những Giáp Tý phải được xây dựng trên mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó, bởi họ hiếm khi rung động, cảm nắng với người mới gặp gỡ. Những người này luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của đối phương trong tình yêu, họ là người rất chân thành và chung thủy. Mặc dù có lúc họ rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến người mình yêu thương. Khi Giáp Tý bước vào độ tuổi trưởng thành, thì đường công danh càng sáng tỏ rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên nam mệnh tuổi này thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa thành công được bao lâu thì khó khăn trắc trở đã xảy đến. Người tuổi Giáp Tý chỉ khi nào họ đạt đến ngưỡng ngoài 40 kéo về sau thì mới có thể gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình. Nếu có khó khăn trục trặc trong cuộc sống thì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Giáp Tý chi tiêu tiền bạc khá bừa bãi, không khoa học, mặc dù là những người biết kiếm tiền, cũng chính vì điều này mà họ lâm vào cảnh thiếu hụt, phải vay mượn nợ. Ban đầu, đường công danh sự nghiệp của Giáp Tý sẽ có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Sang tháng 6 âm lịch, người tuổi Giáp Tý lâm đất đế vượng, công việc tiến triển khá muộn, thuận lợi, được quý nhân giúp sức, có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp. Tử vi tháng tuổi Giáp Tý cho biết, phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng, thứ tài khởi phát mạnh mẽ, tạo thời cơ tốt cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Nhân cơ hội tốt, đẩy mạnh kinh doanh, hứa hẹn thu nhập tăng cao, có điều, dấu hiệu bị lừa đảo mất cắp, mất trộm tiền của, đồ quý giá trong tháng rõ rệt. Tuổi Giáp Tý nên quản lý túi tiền của mình thật chặt, được nguyệt lệnh nâng bước đào hoa, nhân duyên trong tháng 6 âm lịch của Giáp Tý cực vượng. Người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, các cặp đôi tính chuyện hôn nhân đại sự, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, đa phần đều là đào hoa lành. Thúc vượng nhân duyên, bản mệnh dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, thậm chí tình cảm phát triển tốt đẹp tới mức có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Sức khỏe tuổi Giáp Tý ổn định, hầu như không bị bệnh tật nghiêm trọng, có điều lưu ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh có thể gây ra thương tật tay chân, bất ngờ do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, so với tử vi tháng 6 âm lịch, vận trình công việc, tuổi Giáp Tý khởi sắc hơn hẳn, bản mệnh lâm đất đế vượng, vận khí hanh thông mưu sự dễ thành, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ được tà phù cát tinh mang tới vận quý nhân vượng. Một số khó khăn khúc mắc trong công việc còn tồn đọng từ tháng trước đều được xử lý ổn thỏa, mở ra không gian phát triển và thăng tiến mới cho bạn. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, dấu hiệu tiểu nhân phá đám vẫn có, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, bạn vững tin làm những điều mình muốn và gặt hái kết quả khả quan. Tra cứu lịch vạn niên và phi tinh tháng có hai cát tinh, lục bạch và cửu tử đồng cung ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, phòng khách, đây được xem là phương vị cát lợi cần chú trọng dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng để tránh cản trở cát khí. Ngoài ra khu vực này có thể đặt thêm một chiếc đèn chiếu sáng hoặc quả cầu phong thủy để dễ dàng thu hút năng lượng tích cực, thúc đẩy công việc gia chủ thêm thuận lợi. Về mặt tài lộc, theo tử vi khoa học, cùng với công việc ngày càng thuận lợi, tài vận của Giáp Tý cũng sáng lên bất ngờ. Trong tháng 6 âm lịch này, đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn, kinh doanh buôn bán đắt hàng, tham quan các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng. Quay số tỷ lệ trúng khá cao. Tuổi Giáp Tý có thể tính tới việc dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư, kinh doanh kiếm lợi nhuận cao. Đón được cát khí của đế vượng, bản mệnh càng thêm tự tin sáng suốt và táo bạo hơn trong việc đầu tư, hứa hẹn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Có điều mệnh chủ không nên hành sự chủ quan, hiện tượng phá tài ẩn tàng, dấu hiệu bị lừa đảo mất cắp,
trộm cắp tiền của quý giá trong gia đình khá rõ rệt. Bản mệnh phải quản lý túi tiền thật chặt, tiêu duy trì ở mức cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài hạn chế mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Ngoài ra, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 6 âm tuổi Giáp Tý cho biết, tuổi Giáp Tý được nguyệt lệnh nâng bước đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Những cặp đôi mới gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen từ lâu, tình cảm ngày càng phát triển tốt đẹp, tới mức có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ hay một vài chuyến đi du lịch xa. Trong tháng, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng nam, gặp tứ lục cát tinh, phương vị này cần có hoa tươi hoặc cây xanh để có thể thu hút tốt vận đào hoa, từ đó dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, tình cảm đều hài hòa, mãn nguyện. Về mặt sức khỏe. Xem tử vi năm 2023, sức khỏe tuổi Giáp Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 6 âm lịch này. Phương vị này cần có hoa tươi hoặc cây xanh để có thể thu hút tốt vận đào hoa, từ đó, dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, tình cảm đều hài hòa, mãn nguyện. Về sức khỏe, xem tử vi năm 2023, sức khỏe tuổi Giáp Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 6 âm lịch này. Bản mệnh được đế vượng che chở, người mới ốm dậy, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên cần lưu ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh có thể gây ra thương tật chân tay bất ngờ do té ngã hoặc va chạm xe cộ vào cuối tháng, chú ý đi đứng cẩn thận. Trong tháng, bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn để giảm bớt áp lực cuộc sống cũng như làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. Tuổi Giáp Tý học cách giải tỏa tâm lý như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch nhiều hơn, hăng hái tham gia các hoạt động tập thể. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, đúng tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 7 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này tuổi Giáp Tý có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do thái tuế chiếu vận. Cuối tuần có khởi sắc tốt hơn, nhờ thái xương hỗ trợ, tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn. Thời gian này bạn sẽ bị tiểu nhân cạnh tranh bệnh, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại. Ai đang làm việc, những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần bận rộn nhưng bù lại thu về lợi nhuận không hề nhỏ, nhưng lưu ý khi hợp tác với người tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tránh phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh. Đầu tuần đề phòng mất của, các bạn nam nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ. Nữ thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai có ý định nhảy việc, tìm ngành nghề phù hợp hơn. Đừng rụt rè trong giao tiếp, hãy mạnh dạn thể hiện tài năng, bạn sẽ sớm khẳng định mình, tự tạo ra cơ hội làm giàu. Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp thiên diêu chiếu vận, tuổi này, số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Người độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng xanh. Con số phát tài, 67, 22, 97. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 6 âm lịch. Tuổi Giáp Tý trong tuần có tin vui liên quan đến công việc nhờ thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu chiếu vận không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu e rằng khó tụ tài, đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn, hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá.
Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh nên Giáp Tý có thêm nhiều mối quan hệ mới hay được bạn bè giúp đỡ động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bản tính chuyện trăm năm nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Nhìn chung, sức khỏe bản mệnh khả quan, không có gì đáng lo ngoài chứng đau lưng, đau cột sống do ngồi quá nhiều. Vận động thường xuyên sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó chịu trên. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Thân, tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số phát tài, 78, 43, 21. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý gặp nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê. Những khó khăn dường như biến động thành bất lực trong tuần này, công việc chăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại. Nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác. Đừng ngại ngần, càng bôn ba, bạn càng có tiền. Khi vận thế khởi sắc mạnh, bản mệnh có thể đầu tư một vài hạng mục yêu thích, xông xáo trong công việc hơn nữa để gặt hái thành quả rực rỡ hơn nữa, bỏ công bao ngày nỗ lực phấn đấu. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, hài hòa càng tạo điều kiện thuận lợi cho bản mệnh phát triển sự nghiệp. Với những người mới đi làm hoặc thay đổi vị trí làm việc nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thử thách từ cấp trên. Hãy đón nhận nó như công việc hàng ngày mà bạn đang làm, không cần phải căng thẳng làm gì mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc nữ không thua kém gì nam, tiền bạc ra vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Chuyện tình cảm khá vượng, nữ tuổi Giáp Tý có thái âm tương trợ nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến cho bạn không thoải mái. Bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Dần, tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số phát tài, 67, 23, 14. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tuần mới, tuổi Giáp Tý được cả Thái Dương và dịch mã cát tinh chiếu cố nên vô cùng may mắn, dù có vất vả nhưng bù lại có của ăn của để. Tuy nhiên đừng quá cao ngạo, đắc ý, bởi càng huênh hoang càng dễ gặp xui xẻo, công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, bôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Giáp Tý cần nhớ rằng, mọi nỗ lực sớm hay muộn đều sẽ thu về thành quả xứng đáng, bạn không hề vô dụng. Tuổi này khá chịu khó làm ăn, một số bạn đang xa quê hoặc phải đi đây đi đó vì tính chất công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, cuộc họp quan trọng nào đó. Đây là dịp tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo nền tảng vững chắc cho con đường tiến thân về công danh, sự nghiệp của mình. Vận quý nhân trong tuần khá vượng, những ai vừa mới lập nghiệp được trợ lực lớn về mặt tinh thần và vật chất, bản mệnh yên tâm vững bước trên con đường đã chọn, nỗ lực hết mình để tiến tới thành công. Vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần càng dồi dào, bản mệnh nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình, đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng sẽ sớm ổn thôi. Tuy nhiên con giáp này cần ghi nhớ rằng phải động thì mới có tiền, đừng há miệng chờ sung. Chuyện tình cảm của Giáp Tý có nhiều biến động, nam mệnh có vận đào hoa khá vượng. Người có gia đình thì vợ chồng tình cảm được hâm nóng. Nam mệnh hay được vợ quan tâm, hội độc thân nên tỉnh táo trước những lời tán tỉnh, đừng quá ham vui mà bị lừa nhé. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Thân, tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, xanh lá, xanh dương. Con số phát tài, 68, 45, 98. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện luôn hết sức thận trọng, giữ được khẩu khí của mình sẽ khiến cho tâm hồn chúng ta thảnh thơi, hạnh phúc. Cuộc sống cũng thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người khác nghèo, không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực nhưng kẻ thì giàu sang, sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn.
có người thông minh thì cũng có người chậm hiểu, ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa. Vòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên chẳng hà cớ gì ta lại phải đi chê cười người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây, phong thủy trước sự đều luân lưu. Con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy khi chê cười người khác, hãy nhìn cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại không, cười người sống như cười mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống cho những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã từng qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc, người thực sự thông minh đều biết ẩn mình. Bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người đó mới đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người ắt có người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ Cốc Tử đã nói, từ nhất trương phú quý trì, hướng nhất thế phú quý mệnh. Nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng, nói ra những lời tốt lành thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than, họ càng nghèo khổ. Bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Như vậy, họ càng mất đi phúc báo, hơn nữa, chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến cho bạn trở nên nghèo hơn, do đó đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, vận nghèo theo suốt 3 năm, thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được. Nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, cho người bất hạnh, xui xẻo. Những người hay thở dài, thường ra tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin, làm sao có thể hạnh phúc, vì vậy đường thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời, phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình, càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm, nỗ lực, họ xem trong thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng, chỉ có nỗ lực tạo thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mi nghèo khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười, vì vậy thà khổ hơn một chút, đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng đừng than mệt, mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau, vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi vã, gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ, thuận chồng biển đông tát cạn, đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình, đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì, gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút, nóng nổi làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện, nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương, những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng đừng gọi ngựa cũng xong, là nghĩa người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không sao tính, không tức giận, thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Vâng, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.